Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng Đây thì kênh Sắc Vàng của mình giới thiệu với các bạn một cái phôi hải châu lá lớn các bạn Một cái hồ phôi hải châu lá lớn hoành khủng bố các bạn ơi. Hoành ngang đó là nó 115 nha các bạn à, Quá trời luôn, bộ đế nhìn mê ly các bạn ơi Từ đó lên trên là nó 65 nha, 65 cent Bộ rễ một cái khủng khiếp hải châu lá lớn các bạn nói chung bên mình, mình bán hải châu lá nhỏ thì mình nói là hải châu lá nhỏ còn hải châu lá lớn thì báo là hải châu lá lớn hải châu lá trung thì báo là hải châu lá trung nha cây nữa lực giả mang lực luôn cây này mà để chậu một cái thì thôi mê ly các bạn ơi quá trời bệ đế một cái khủng khiếp hoành cũng to thổ bố nữa nha hoành to lắm phôi này nhìn nó lực lắm và phôi này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 4 triệu 500 nghìn ha bao gồm phí vận chuyển mà ưu tiên là gửi xe nha từ là hay Phú Yên gửi đi ưu tiên gửi xe cây này mà chúng ta về mà chúng ta ghép lá nhỏ một cái rồi xong thì thôi giá tiền nó không biết lên bao nhiêu các bạn hoành 115 cao từ cổ rễ lên là 65 rồi bạn nào thích thì mình liên hệ ha chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo